Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Đầm Vạc, gói thầu OP CW01, dự án cầu Đầm Vạc thành phố Vĩnh Yên. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Trí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang nhấn mạnh, dự án cầu Đầm Vạc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị của thành phố Vĩnh Yên cũng như kết nối trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch, dịch vụ và đô thị của thành phố Vĩnh Yên cũng như tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên phối hợp với chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng dự án để giải quyết những vấn đề phát sinh, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát tập trung thi công công trình để dự án hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Các sở ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các thủ tục liên quan để dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Dự án cầu Đầm Vạc được đầu tư xây dựng theo lý trình nối đường Kim Ngọc, cầu Đầm Vạc, quốc lộ 2, đường tránh quốc lộ 2 phía đông thành phố Vĩnh Yên. Dự án do Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 610 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA hơn 500 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Nhà thầu thi công dự án là liên danh công ty cổ phần cầu 14, Locogi 18 và công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô. Dự án được thi công trong 15 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2021. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2015-2020. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc. Tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020, toàn quốc có tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác hơn 220.540 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng trên 90.000 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng trên 90.000 tỷ đồng so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8%. Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chiếm 38,8%, Hội Nông dân Việt Nam chiếm 30,6%, Hội Cựu chiến binh Việt Nam chiếm 16,7%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 13,9%. Trong giai đoạn mới, hoạt động tín dụng chính sách xã hội hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Giai đoạn 2021-2020, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đặt ra mục tiêu phấn đấu dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 6 đến 10%, tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 2% tổng dư nợ, trên 97% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt khá. Huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với cán bộ hội viên phụ nữ. Trong không khí dân chủ thẳng thắn và xây dựng, tại hội nghị đối thoại, 11 ý kiến của cán bộ hội viên phụ nữ đã tập trung vào các vấn đề như quan tâm đến phụ cấp của người làm kiêm nhiệm, giải pháp giúp công nhân nữ không làm tăng ca 12 giờ trên ngày, mong muốn cấp ủy chính quyền có cơ chế hỗ trợ các câu lạc bộ để các câu lạc bộ hoạt động tốt, cơ chế hỗ trợ giúp người dân phát triển kinh tế nông nghiệp, các biện pháp gì để bảo vệ trẻ em nông thôn không bị xâm hại tình dục, vấn đề bảo vệ môi trường. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trả lời thẳng thắn các ý kiến kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ, thông qua đối thoại góp phần cụ thể hóa cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, từ đó phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, củng cố mối quan hệ giữa đảng, nhà nước với nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc phát sinh trong cuộc sống để đề xuất giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung phù hợp với thực tiễn. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước.
xã hội, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với những thành tích rất tự hào. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc đều đạt và vượt mục tiêu đã đề ra. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và liên tiếp những tháng sau đó, Vĩnh Phúc và cả nước phải gồng mình chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, nên kinh tế phải chịu rất nhiều tác động tiêu cực. Vĩnh Phúc cùng lúc phải thực hiện mục tiêu kép, đó là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Ngay từ những ngày đầu đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, Vĩnh Phúc là tâm dịch của cả nước. Đại dịch đã khiến cho kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách, xuất nhập khẩu, dịch vụ bị ngừng trệ. Kéo theo hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng, một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với nhiệm vụ cấp bách là khống chế dịch bệnh, Vĩnh Phúc đã lên kịch bản điều hành phát triển kinh tế, triển khai thực hiện các nhóm giải pháp, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bù đắp cho các lĩnh vực có chỉ tiêu thiếu hụt nhằm giữ đà tăng trưởng. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã có cái chỉ đạo, chúng ta một mặt là thực hiện tốt cái việc chống dịch, nhưng mặt khác chúng ta phải thực hiện tốt hơn tất cả các cái giải pháp tổng thể nhằm một là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hai là hỗ trợ mọi mặt các cái vấn đề mà doanh nghiệp cần, và mục tiêu cuối cùng là chúng ta thúc đẩy tăng trưởng để đảm bảo là năm 2020 chúng ta không phải điều chỉnh các cái chỉ tiêu về kinh tế. Với sự lãnh chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, khoa học của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cùng với sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng phục hồi, tiếp tục duy trì nền kinh tế phát triển. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh GDP bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 7,1% một năm, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra từ 7 đến 7,5% và cao hơn bình quân giai đoạn trước 0,74%. Năng suất lao động tăng bình quân 8,38% một năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh và giữ tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu GDP. Đóng góp tới 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Giai đoạn 2015-2020, tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 10,61% năm. Ngành dịch vụ ước đạt 6,21% năm. Nông lâm nghiệp thủy sản 1,8% một năm. Các sản phẩm công nghiệp ngày càng gia tăng về số lượng và chủng loại. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có mức tăng trưởng khá. Linh kiện điện tử trở thành sản phẩm chủ lực và có mức tăng trưởng nhất, bình quân đạt trên 48% một năm. Sản phẩm ô tô xe máy mặc dù có suy giảm nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò là sản phẩm chủ lực trong sản xuất công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cũng đang từng bước được hình thành và phát triển. Tỉnh Vĩnh Phúc đã có rất nhiều các giải pháp về để phát triển, thúc đẩy phát triển công nghiệp của Vĩnh Phúc. Đó là xây dựng những cơ chế chính sách về hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những cái doanh nghiệp công nghệ điện tử, những doanh nghiệp điện tử, doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc. Giai đoạn 2015-2020, thu ngân sách nhà nước của tỉnh tăng bình quân 5,6% một năm. Năm 2019, thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 33.000 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước và đứng thứ 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thu nội địa của tỉnh luôn nằm trong top đầu cả nước và thứ hạng cao của miền Bắc. Năm 2019, Vĩnh Phúc điều tiết ngân sách về trung ương 47%, chỉ đứng sau thành phố Hà Nội. Chi ngân sách đáp ứng mọi nhiệm vụ của tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua thì tỉnh Vĩnh Phúc cũng đặc biệt quan tâm đến việc thu hút các cái nguồn vốn để cho phát triển kinh tế xã hội, và cũng xác định cải cách hành chính và nhất là cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá
để tạo môi trường đầu tư một cách thuận lợi, thu hút các cái nhà đầu tư và tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư. Tại hội nghị xin ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 do tỉnh ủy tổ chức. Các đại biểu nguyên là lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các chuyên gia kinh tế đều đánh giá cao những kết quả mà Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong năm 2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng, diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong năm, ngành giáo dục huyện đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong năm học 2020-2021, các trường học trong huyện tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, chú trọng đến công tác quản lý giáo dục, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1, gắn kết chặt chẽ giữa dạy và học lý thuyết với thực hành, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh, đẩy mạnh phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên.